sự kiện thứ 8 đó là chúng ta đã mở rộng và đảm bảo chất lượng điều trị ARV. Hiện nay thì trên toàn quốc có trên 150.000 bệnh nhân đang điều trị ARV ở tất cả các tuyến, và chúng ta đã triển khai tại các cơ sở điều trị, rồi cấp phát thuốc tại trạm y tế xã, triển khai ở trong các cơ sở tạm giữ, và có thể nói là chúng ta cũng đã triển khai tất cả những giải pháp mới nhất về điều trị ARV. Và đặc biệt là trong phần phát biểu khai mạc thì ông Mark Schroeder đã đánh giá cao cái việc là chúng ta đã đưa được thuốc TLD là một trong những thuốc mới nhất về điều trị ARV vào trong danh mục thuốc bảo hiểm y tế, và nhiều bệnh nhân ARV ở Việt Nam hiện nay đang được điều trị bằng thuốc này. Và với cái sự hợp tác rất là tốt của các địa phương, thì với sự hỗ trợ của nhà tài trợ, thì Việt Nam được coi là một trong quốc gia nó có chất lượng điều trị ARV tốt hàng đầu thế giới. Bởi cái chỉ số và cái tải lượng virus ở dưới ngưỡng quốc tế của chúng ta là đạt đến 96%, và dưới ngưỡng phát hiện là đạt đến 94%. Đây là số liệu của năm 2020. Và như vậy là nếu như mà khi tải lượng ở dưới ngưỡng phát hiện thì những trường hợp này không còn khả năng gây nhiễm HIV cho người khác, không có đường tình dục. Và như vậy có thể nói là chúng ta duy trì được cái chất lượng điều trị rất là tốt.